Từ biển chết nè anh em, đã bắt đầu là họ làm nhà máy sản xuất muối ở đây, các muối hồng nha anh em, muối hồng mua siêu thị cao cấp, đặc biệt là anh thịt bò. Anh thịt bò nó có cái hũ muối hồng mà người ta dẫn tái chuyển phải đó, đó là đây là nó sản xuất ở đây. Sau đây là một số thông tin về biển chết. Biển chết gọi là hồ nước mặn, nằm trên biên giới giữa bờ Tây Israel và Jordan, trên thung lũng Jordan. Nó là khu vực chứa nước bị hãm kín này, có thể được coi là hồ chứa nước có độ mặn cao nhất thế giới. Chiều dài của nó là 67 km, chiều rộng tối đa là 18 km. Bề mặt diện tích của nó, biển chết là 810 km vuông. Độ sâu trung bình là 120 m, nhưng độ sâu tối đa là 400 m. Dung tích của nó là 147 km khối và thấp hơn mặt nước biển là 420 m. Biển chết cũng là nơi nương tựa của vua David và một trong các nơi nghỉ ngơi đầu tiên của Herod đại đế, thì mình sẽ cung cấp cho các bạn thông tin sau. Và là nó là nguồn cung cấp các sản phẩm khác như là nhựa thơm cho việc ướp xác của người Ai Cập, cho tới Bồ Tạc để làm phân bón. Các bạn nhớ theo dõi phần tiếp theo. Và cái giá của các sản phẩm ở đây thì nó rẻ hơn. Còn nếu mà mình đi qua những cái khu vực khác mà mình mua sản phẩm của vùng từ biển chết ấy, thì là nó sẽ mắc gấp đôi. Nên đó anh em muốn mua muối, mua bồn, mua gì đó, mấy cái cosmetic mỹ phẩm đó thì là mua ở đây. Nhà máy sản xuất muối nha anh em, nhà máy sản xuất muối. Xin lỗi là nó có cái logo kia mình. Và những cái sản phẩm từ biển chết là những cái sản phẩm tốt nhất ở trên thế giới, nó sản xuất từ cái khu vực này, chấp nhận tiền đô luôn á. Nên là những cái sản phẩm này vô nước thì mình mua ở đây. Rồi giá đây là rẻ nhất, còn nó đưa qua những khu vực khác nó bán thì giá cao hơn. Tốt nhất thế giới. Nè, đó là lấy thiên nhiên tự nhiên á, lấy tự nhiên là từ biển chết luôn. Tất cả là thiên nhiên. Họ lấy cái khoáng chất từ ở trên biển chết đó, họ làm cơm để dưỡng da, dưỡng thể. Đấy. Và có những cái sản phẩm cho nam giới nữa. Đây là cái nhà máy sản xuất muối đây anh chị em. Cái bãi để muối anh em, chứ không phải là đất cát gì đâu. Muối đó. Đó là gì? Nó có nhiều khoáng chất đó, cho nên là nó mới có màu hồng. Wow, là chất muối như cái núi. Có rất là nhiều cái khoáng chất, cho nên là nó mới có màu hồng. Anh em xem video nó giật giật chút là do tôi đi trên xe nha. Muối này ở biển chết nha anh em. Và nhà máy ở đây á, họ sản xuất ra cái muối trắng, màu trắng á, bởi vì đa số trên thế giới họ thích màu trắng, muối màu trắng. Nhưng một số thì là thích muối màu hồng. Chúng nó đang yêu nhau, nó thích màu hồng, muối màu hồng, nó chứ gì đâu. Và cái muối màu hồng ở đây là rất là nhiều khoáng chất. Rồi, đấy, họ ngang biển ra anh em. Này biển chết nè. Từ những cái muối mà họ lấy từ biển chết này á, họ sẽ làm nên rất là nhiều cái sản phẩm chăm sóc cơ thể. Mà tí nữa đến biển chết chúng ta sẽ thấy. Rồi, mình tạm ngưng ở đây nha, tí nữa tới biển chết sẽ thấy. Biển chết. Hơn 400 mét so với mực nước biển ha. Thường
đây Siren mình sẽ được ăn trưa lúc 2 giờ. Ý là ăn trưa trễ hay là ăn đúng giờ? No. Trong biển chết thì không có cá nha, không mà anh chị mặn quá, không có cá, không có con gì sống nổi dưới biển chết hết. Đấy, quay rất rõ nha anh em, rất rõ, quay toàn diện của biển chết nha. Hai bên hồ chết bên tay phải. Wow. Ở đây thì có rất là nhiều khách sạn. Đây em ok. Đây khách sạn lớn luôn anh em. Đó. Muối mặn thì kệ muối mặn nhưng mà khách sạn là vẫn kinh doanh. Khách sạn tên gì? Rất lớn. Khách sạn thì... đẹp quá. Leonardo Club. Bạn mình mới vừa đọc cái tên khách sạn. Leonardo Club. Leonardo. Lớn chứ, đúng không? Wow, view lớn quá, nhìn view. Giống như ồ, nhiều khách sạn lắm nha. Cái trận động đất xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ gần đây á, thì là cái bờ biển á, nó thu hẹp lại 10 mét. Ồ. Còn biển chết á, nó ảnh hưởng. Rồi, đây là toàn cảnh của biển chết nha anh em. Muối thì đầy, có đường chạy giữa biển luôn nha. Còn phía nam của biển chết. Đây là phía nam nha. Ở đây là nó của Israel trọn gói luôn chứ đâu có chia sẻ gì với ai được. Galileo còn chia sẻ là hồ á. Hồ Galileo. Còn cái này là từ Galileo mới xuống biển chết. Bây giờ mình đang từ phía biển chết đi lên Galileo. Ủa mấy cái cây kia là cây ấy hả ta? Cây trà là hay cây cỏ? Trà là lùng mà. Trồng được gần nước mặn cũng ghê gớm chứ hả? Đâu, đất khô trồng được. Pháo đài của Herod nha. À, cái cung điện ở phía bắc của pháo đài Bezada. Trong đó có đầy đủ tiện nghi của Herod xây dựng. Được Herod đại đế xây dựng ở trên sa mạc Giu-đê để bảo vệ chính mình, nhưng mà người Do Thái có nổi loạn chống nghịch ông. Khi nói đến Herod thì nhắc đến Herod cả hoặc là Herod đại đế là vua chư hầu được đế quốc La Mã cắt đặt cai trị tại tỉnh Giu-đê từ năm 37 trước công nguyên đến năm thứ tư trước công nguyên. Herod sinh trong một gia đình quyền quý có nguồn gốc từ Nabate và Edom. Tổ tiên ông được cải sang Do Thái giáo. Cha của Herod là Antipa, xứ Edom. Gia đình ông có quan hệ mật thiết với các nhân vật quyền quý ở La Mã thời bây giờ, trong đó có Pompey và Cassius. Nhờ mối quan hệ này, năm 47 trước công nguyên, cha của Herod được cất nhắc làm quan tổng trấn của vùng Giu-đê và Herod được làm thống đốc xứ Galilee. Sau khi cha ông bị đầu độc năm 43 trước công nguyên thì Herod lên nắm quyền tất cả quyền bính. Năm 40 khi người Hatmani và Bactia xâm chiếm Giu-đê thì Herod chạy sang La Mã. Tại đó, ông được hội đồng trưởng lão La Mã bầu làm vua Do Thái. Nhưng phải đến năm 37 trước công nguyên, ông mới thực sự thống trị được Giu-đê. Pháo đài Masada được Herod đại đế xây dựng từ năm 40 đến năm 30 trước công nguyên là một pháo đài nhỏ, trên một pháo đài nhỏ trước đó. Thời này pháo đài được xem là bất khả xâm phạm. Nó nằm trên một vùng đất cao với vách đá thẳng đứng. Pháo đài này chỉ có 3 con đường mòn để đi lên. Thứ nhất là phía đông của pháo đài, ở độ cao 400 mét so với biển chết. Và phía tây, dốc có độ cao 100 mét. Pháo đài này nằm phía tây nam của biển chết.
Pháo đài nằm ở một tầm nhìn bao quát với mảnh đất rộng là 300 mét vuông đến 600 mét vuông. Có hình thoi đã có thể được phòng thủ rất tốt. Vua Herod đã cho xây dựng hòn núi này thành một pháo đài bao bọc lấy vùng đất cao và đường hầm cộng sự, chắc chắn đến gần 40 tháp. Bên trong pháo đài có nhiều nhà kho, bể chứa nước và chuồng ngựa, nhà ở và lâu đài, trong đó có cung điện Bắc và nhiều bậc được xây dựng khoét vào vách núi. Trong pháo đài có nhiều kho dự trữ lương thực và 12 bể chứa nước, hàng chục ngàn mét khối nước mưa. Vài thập niên sau khi vua Herod chết năm thứ tư trước công nguyên, và sau đó thì pháo đài bị vây hãm trong một cuộc nổi dậy của người Do Thái chống quân đội La Mã chiếm đóng vào khoảng năm 70 sau công nguyên. Nhà sử học người La Mã gốc Do Thái đó là Flavius Joseph đã lưu truyền lại câu chuyện vây hãm pháo đài Masada trong tác phẩm Cuộc chiến tranh Do Thái của ông. Theo đó, vào thời gian năm 70 cho đến năm 73, sau khi đền thờ tại Jerusalem bị phá vỡ, thì 973 người phong trào Zealot đã chống cự lại lực lượng hùng mạnh 1.500 người La Mã dưới sự chỉ huy của Flavius Siva trong pháo đài Masada. Đầu tiên, vị tướng đã cho xây dựng một bức tường dài 4 km bao bọc chung quanh ngọn núi để chia các người vây hãm với bên ngoài và cho xây dựng tổng cộng 8 doanh trại quân sự. Ngày nay thì di tích đó vẫn còn thấy được. Tiếp theo đó là người La Mã đắp một bệ đất cao đến tận tường thành về phía tây của pháo đài là nơi thấp hơn. Qua bệ đất này, họ đưa nhiều vũ khí phá thành đến gần pháo đài và cuối cùng đã phá được bức tường thành lũy bảo vệ. Theo như tường thuật của Flavius Joseph, thì trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, những người bị vây hãm đã quyết định chết như những người tự do, chứ không chịu để người La Mã bắt giữ. Khi quân lính La Mã xông vào thành, thì họ chỉ còn tìm thấy 2 người phụ nữ và 5 trẻ em còn sống. Tất cả những người khác trong pháo đài đã chọn con đường tự sát. Nhờ vào truyền thuyết này, Masada đã trở thành biểu tượng cho lòng mong muốn tự do của người Do Thái. Sau khi thất thủ, pháo đài Masada bị bỏ hoang. Ngoại trừ thời gian một số tu sĩ của đế quốc Byzantine đã tạm thời cư ngụ tại đây. Ngày nay họ đã khám phá cái lâu đài này và có những cái con đường họ làm tạm để lên thăm cái lâu đài này. Ở trên cao không? Trên cao á như anh em, trên cao á. À, đi lên trên đó thì có thể đi bằng cáp treo để đi lên trên những cái pháo đài đó, pháo đài Masada. Một cái cáp treo á là chứa được 60 người. Wow. Để đi lên đó mà chúng ta thì không có cơ hội đi rồi. À, mà cũng có những người muốn đi bộ đi lên trên đỉnh luôn. Ở phía tây đây vẫn còn ở trong sa mạc à, có con đường uống lượng giống như con rắn để đi lên. Hai anh em, đây là khu chuẩn bị đi xuống biển chết. Mình sẽ đi tắm ở biển Dead Sea. Đây, Dead Sea. Đây. Đây. Rất là đông anh em. Nói như là Bình Định là nẫu đi tắm rất đông. Bây giờ mình sẽ chuyển camera lên phía trước nha. Để xuống biển. Xuống biển mình sẽ quay lại camera một chút. Đây là khu tắm biển này. Rất hoành tráng anh em, rất là đông.
Mấy ảnh lông lá không, ảnh tắm anh ở trần anh lên thôi, nhìn thấy ớn quá. Đó là nói cho vui anh em. Nói cho vui. Đây. Trại chắc họ họ sẽ cắm trại vào ban đêm để có những cái chòi. Đó, không mình sẽ tắm ở khu dưới kia chút. Rồi, dạ, chắc cho nãy cho các gia đình họ họ sẽ cắm trại vô, mình thấy có người vô trong cái lều. Tất nhiên là mình cũng sẽ xuống mình tắm mình ở trần cho tại hôm nay đều không đem cái khăn lấy cái áo lâu. Rất đông, tại vì đoàn từ Galilee xuống thì sau khi tham quan ở Haifa thì bây giờ là đi ngang biển chết để về phía nam để đi xuống Jerusalem. Cho nên ủa này hả? Để đi về Jerusalem, khi đi ngang qua biển chết thì lúc ngày đầu tiên mới vào Israel á thì đi ngang qua khu này, nhưng mà tối cũng hơn 4 giờ cho nên người ta đóng cửa rồi. Nhưng mà khi từ Haifa xuống lại Jerusalem á thì họ ghé ở đây để cho đoàn tắm. Hãy tắm biển chết một lần để cho thấy độ mặn gấp 10 lần nước biển thường anh em. Đồ uống ở đây. Ồ cũng còn xa lắm anh em. Ồ cũng còn xa chứ đâu có gần đâu. Ồ mình đi dài dài xuống dưới. Biển chết nha, mình sẽ làm một cái clip ở đây. Hãy tẩy những tế bào chết của bạn trên da. Đoàn ở Úc đã xuống đây rồi. Đấy, sau khi tắm biển chết là lên đấy. Hơi rung chút anh em. Tại mình quay đi coi như cà giật. Dưới kia kìa. Bên kia. Nổi chứ. Xuống dưới ngồi luôn hay sao? Người trong đoàn đâu có biết đâu phải không ạ? Không biết. Tán đi tùm lum. Đang đi mua đồ ở trong đó mà xuống dưới này có mấy ghế dưới này em. Rồi. Xuống đi, mình xuống mình tắm biển đi. Đây. Cầm giùm camera cái này, quay mình đây. Anh em ơi, mình tới đây rồi nha. Thấy chưa?
Đấy, bây giờ sẽ cởi áo ra là bay xuống cái đùm này, tại không có cái khăn. Cởi áo nữa không? Cởi áo chứ, ai cũng tâm trần như mình lắm nơi, mình mới kỳ được da chứ. Đấy, rồi tạm dừng dừng, chụp chân tắm nào. Chụp sao anh? Chụp ở trên có hình đấy, đấy, thấy chưa? Chụp chưa? Có trắng trắng hay chụp chưa? Rồi, tắt luôn cái video luôn dùm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.